Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Thưa quý vị, một người phụ nữ mà mình đánh đổi và mình hy sinh quá là nhiều. Ở đây thì người phụ nữ mình phải lèo lái cho cả gia đình, có nghĩa là một người phụ nữ nhưng mà phải mang cái trọng trách là trụ cột của một gia đình. Nhưng mà thay vì cái sự mà cống hiến đó, cái sự mà cố gắng dành những cái tâm huyết của một người là mang thân phận phụ nữ mà phải lèo lái cho cả một gia đình, thì thay vì là họ sẽ nhận được về đó là những cái ánh nhìn, những cái cử chỉ, những cái sự yêu thương, đúng không quý vị? Nhưng ngược lại, ở đây người phụ nữ này họ lại ôm một cái sự đau khổ, nhưng mà họ vẫn phải mang trọng trách gánh vác gia đình gần cả chục năm trời sống trong một cái gia đình như vậy. Thì kết cuộc, cái người phụ nữ nó họ còn có thể chịu đựng, chịu đấm ăn xôi, có thể sống được tiếp trong cái gia đình như vậy nữa hay không? Thì qua đây xin được chia sẻ cái câu chuyện của cái chị này. Mong rằng quý vị, cô chú, anh chị mình là dành ra ít phút để mình nghe cái câu chuyện của chị ấy. Và đây là một câu chuyện có thật nha quý vị. Chị này là chỉ là ngày xưa đó, chị ở Việt Nam quý vị, là chị đã lúc mà còn là vừa ra trường á, vừa là sinh viên đi học á, là chị đã vừa có làm cái công việc làm thêm ở Việt Nam, đó là buôn bán hàng quá xách tay. Tức là do là chị có những cái người thân rồi bạn bè sống ở bên nước ngoài á, thì chị mới liên kết với những cái người bạn đó của chị để mà phân phối bán những cái hàng quá xách tay đem về. Rồi có gì mình ăn chia phần trăm đó quý vị. Thì do là từ nhỏ, từ lúc mà còn sinh viên là chị đã vừa học và vừa đi làm cái nghề kinh doanh đó rồi, làm cái nghề sale mà bán hàng như vậy rồi, cho nên là chị rất là lanh. Chị rất là lanh đó quý vị. Và chị rất là dạng nữa. Chị quay video rồi chị live stream, nói chung là để bán hàng á. Thì khi mà năm mà chị 23 tuổi quý vị, là lúc đó là chị cũng mới ra trường, mới học xong đại học. Chị gặp cái anh này và chị hai người cũng có yêu nhau, và chị đã đồng ý lấy ảnh, và anh này là Việt kiều Mỹ. Thì khi mà anh này là Việt kiều Mỹ thì chị do là chị cũng suy nghĩ như thế này nè quý vị. Có nghĩa là chị suy nghĩ là chồng của mình là Việt kiều Mỹ, cái thứ nhất có cái lợi là mình được qua Mỹ, đúng không? Mặc định là mình được qua Mỹ thì mình sẽ có tương lai hơn là ở Việt Nam rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình mới vừa ra trường, mình mới vừa học xong đại học ở đây, mà nếu bây giờ mình qua bên Mỹ, mình có thể là mình học tiếp, hay là mình có thể học lên cao nữa, hoặc là mình có, nói chung là cái tương lai mình nó sẽ tốt đẹp hơn ở bên Mỹ nè. Học vấn mình, trình độ mình, cái bằng cấp bên Mỹ nó cũng sẽ chất lượng hơn bằng cấp ở Việt Nam nè. Và thêm một cái điều thứ ba nữa, đó là do là cái công việc của chị á, là trước tới giờ bao nhiêu năm nay, là khi là sinh viên tới giờ là coi như 3-4 năm trời là chị làm cái nghề là buôn bán hàng xách tay. Vì vậy mà bây giờ á, lấy được cái anh Việt kiều Mỹ này sống ở bên Mỹ á, thì chị lại càng thuận tiện cho cái chuyện mà bán hàng xách tay, buôn hàng xách tay luôn quý vị. Thành ra chị mới suy nghĩ trong đầu là lấy anh này chỉ có nhiều cái lợi lắm, rất là nhiều cái lợi. Vì vậy mà chị quyết định là đến hôn nhân với cái anh này. Thì sau khi mà cưới xong á, thì nói chung là anh này cũng dành hết tâm sức, cũng bảo lãnh và cũng rước chị qua bên Mỹ thành công nha quý vị. Thì khi mà qua bên Mỹ là lúc đó chị 23 tuổi. Qua khoảng tầm một năm sau, năm chị 24 tuổi, tức là cuối năm 24 tuổi á, gần cuối 24 tuổi á, thì chị có bầu. Chị sanh con là năm qua năm 25 tuổi là chị sanh con. Và cho tới cái ngày hôm nay á, là chị đã sống chung với cái người chồng đó thì cũng giáp 17 năm trời. Và bây giờ chị hiện tại là chị đang ở cái độ tuổi là 40, 41. Và chị có được hai đứa con với cái anh chồng đó. Vì chị sanh được hai đứa con với anh chồng đó. Thì thú vị là trong một gia đình á, trong suốt từng ấy năm mà chị sống bên Mỹ với chồng á, trong gia đình á, chị luôn là một cái người phải lo, phải gánh vác. Không những là gánh vác lo chồng, lo cho con, mà còn gánh vác cái vấn đề là lo cho cả nội ngoại hai bên. Tức là lo về mặt vật chất, lẫn lo về săn sóc, về cái này cái kia, tình cảm luôn. Là chị phải lèo lái, chỉ lo cho cân đối giữa nội và ngoại luôn. Thì cái anh chồng này á, lý do tại sao mà chị phải lèo lái trong gia đình của chị, và chị còn phải lo cho nội ngoại, bởi vì là cái anh chồng của chị ở bên đó đó làm hãng cái gì.
mà làm hãng thì lương 3 cọc 3 đồng đâu có thể nào mà nhiều tiền như là cái dân buôn bán như chị. Chị là có một thời hồi đó ở Việt Nam là đã có làm cái có tạo luôn hẳn một cái trang fanpage mà chuyên bán hàng xách tay á, và chỉ bán được nhiều năm rồi cho nên là cũng có những cái khách hàng thân thiết, người ta quen rồi, người ta mua rồi, người ta thấy hàng của chị hàng chuẩn nước ngoài á, người ta ưng xong thế là sau này người ta mua là người ta cứ tìm tới chị thôi, cứ tức là có nhiều mối á, nhiều người khách quen á, cho nên khi mà chị qua bên Mỹ á, chị rất dễ buôn bán hàng, mà chưa kể là chị sống bên Mỹ, chỉ mua hàng bên Mỹ sách để mà chuyển về Việt Nam bán á, thì dĩ nhiên là cái người những người ở Việt Nam người ta lại càng tin tưởng hàng quá hơn, người ta biết hàng đó là hàng chất lượng. Cho nên là chị qua bên Mỹ á, chị bán hàng rất là được luôn, và cái cơ sở và chị xây dựng lên được cơ ngơi làm ăn, nói chung rất là phát triển, doanh thu có rất là nhiều, nhiều hơn gấp nhiều lần so với một cái người làm nail bên Mỹ, hoặc là dĩ nhiên là còn nhiều hơn so với một cái người làm hãng như chồng chị. Thành ra là chỉ lo cho phụ cái vấn đề chi tiêu trong gia đình là phần nhiều á, là kinh tế là chỉ lo, rồi chỉ lo cho con cái ăn học, rồi lo cho nội ngoại hai bên đó. Thì khi mà bước qua những cái giai đoạn khó khăn, con cái bây giờ nó cũng dần như là trưởng thành, niềm vui còn chưa kịp đến thì chị phát hiện ra tình cảm của chồng chị tự nhiên bây giờ dần dần thay đổi. Tự nhiên bây giờ 40 mấy tuổi mà tự nhiên giờ ổng thay đổi quý vị, ổng lạnh nhạt hơn, cơm không lành canh không ngọt quý vị. Mà bây giờ sanh 2 đứa con, đứa con gái lớn và thằng con trai nhỏ, mà đứa con gái lớn bây giờ là cũng đã 16 tuổi rồi quý vị. Thì đúng như cái dự cảm của chị á, chị nghi ngờ là chồng mình có vấn đề gì đó, có bồ nhí hay gì đó, cho nên ổng mới thay đổi 360 độ như vậy, chứ không thể nào mà thay đổi mà lạnh nhạt với mình mà nhanh như vậy. Sống với nhau 17 năm rồi mà tự nhiên đâu phải nói là thay đổi là thay đổi. Thì lúc này chị mới điều tra quý vị, và chị tìm tòi, chị điều tra, rồi cộng thêm là chị theo dõi nữa, thì chị rình nữa, rồi chị mới phát hiện là chồng chị bây giờ đang làm sugar daddy, đang bao nuôi một cái em ở Việt Nam, một cái em nhỏ, một cái em trẻ tuổi, không phải ở Việt Nam mà cái em đó là người Việt Nam mà sống bên Mỹ, em đó là sinh viên đi du học bên Mỹ này, và em đó đang làm sugar baby cho ảnh. Thấy ghê chưa quý vị? Bởi vì em nói quý vị á, mấy bé mà du học sinh á, nói thiệt á, cũng sợ, dễ sợ luôn. Mấy bé du học sinh á, thí dụ như con mà của gia đình đàng hoàng, không nói, mà gặp mấy đứa du học sinh mà con không phải gia đình đàng hoàng á, hoặc là con gia đình đàng hoàng nhưng mà qua bên Mỹ xong rồi sanh ra nó ăn xài tiêu hao quá, cái bắt đầu cái nó không biết sao, cái nó đi làm ba cái, nó sinh ra nó mấy cái thói hư tật xấu, nó làm mấy cái chuyện bậy bạ cái gì, thấy không? Đó, thì á, ở bên mà con nhỏ đó là du học sinh bên Mỹ, và nó là sinh viên bên đó đó, thì nó làm sugar baby, nó tham gia trong một cái cộng đồng sugar baby, và chồng của chị là cái người tham gia vào cái hội nhóm của sugar baby đó để tìm mấy em baby bao nuôi. Thế là chồng chị mới cáp với con nhỏ này, hai người mới quen biết nhau từ bữa tới giờ, chat chít qua lại rồi chat xét đồ các kiểu. Thì chị phát hiện ra là chồng chị đang cà cưa với cái em sinh viên du học sinh. Mà bây giờ thì chị cũng nhìn thấy bản thân của chị nha quý vị. Lúc đó chị suy sụp lắm, nhưng mà lúc mà chị phát hiện chị suy sụp lắm, nhưng mà chị suy nghĩ là cái sự hy sinh 17 năm qua mà chị dành cho chồng chị thật sự là nó không có xứng. Chồng chị đối xử với chị không có xứng với cái sự hy sinh của chị bỏ ra. Vì vậy mà chị cũng không có đáng để mà chị tin tưởng cái người chồng như vậy nữa. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là bây giờ chị cũng đã thấy là bản thân mình già rồi. Phụ nữ mà trên 40 là coi như già quá rồi. Và chị cũng đang ở cái tuổi mà ẵm ương. Nó tức là cũng giống như là về cái nhu cầu sinh lý đối với chị bây giờ nó không có cần thiết quá nhiều nữa. Đó, cho nên là chị cũng cảm thấy là như vậy. Cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa, đó là chị rất là không thích những cái chuyện như là ngoại tình hay là phải đi đánh ghen. Vì vậy mà chị quyết định là bây giờ chị sẽ là một cái người phụ nữ ghen một cách thông minh, chứ không phải là ghen theo kiểu ghen lòng, ghen lộn lên rồi đi đánh quý vị. Vì vậy mà chị bắt đầu là chị nói chuyện muốn là sẽ dàn xếp với chồng chị là nghĩ tới cái việc là hai người sẽ ly hôn. Thì lúc đó đó chị cũng có tâm sự với một vài những cái người bạn thân ở bên Mỹ á, cũng như là một số người thân trong gia đình á, thì nhiều người khuyên chị á, là bây giờ nếu mà ly hôn ở cái độ tuổi này á,
thì những cái gì sắp tới nó sẽ rất là khó khăn cho chị. Còn chị cũng còn một con cái của chị bây giờ nó cũng còn một cái chặng đường dài ở phía trước. Thậm chí là có người còn nói chị là phải chịu cảnh giày vò, là do đó là chị này là chị mắc nghiệp, tức là chị, nhiều người nói là chị mắc nghiệp chồng chị, cho nên là cái nghiệp này chưa trả hết đâu. Nó thì lúc đó người này nói vô người kia nói ra, chị đấu tranh tư tưởng rất là nhiều và chị không thể mà vì những cái sai lầm đã qua mà tiếp tục nhắm mắt đưa chân với cái người đàn ông như vậy. Không thể nào mà mình biết mà mình giả vờ như mình ngu được quý vị. Thành ra là chị quyết định là bây giờ ai dù ai nói ngã nói nghiêng, chị vẫn quyết định là ly hôn, là ly hôn đó. Chị muốn là bây giờ anh chồng chị sau khi ly hôn, anh chồng chị phải trả giá và hiểu được những cái việc mà đi qua dông bão nó không biết quý trọng, bây giờ có quay lại nó cũng không còn nữa. Thế là bây giờ chị quyết định là chị ra đi, chị ly hôn và chị cầm theo hết tất cả những cái sổ tiết kiệm mà chị đã có tiền dành dụm của chị, chị đem đi hết luôn, đem theo chị hết luôn. Và chị báo với ảnh là chị không muốn nhìn thấy ảnh nữa. Chị nói với chồng chị nha, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi không muốn gặp mặt anh để mà tôi phải cảm thấy là cái cảm xúc của tôi nó bị tiêu cực. Và cái sự tiêu cực đó nó ảnh hưởng sang con cái, tôi không có muốn. Cho nên là bây giờ thôi, thì bây giờ mình chấm dứt cái cuộc hôn nhân tới đây thôi. Anh á, bây giờ nếu mà anh tìm được cái em sugar baby ngon lành đó thì em đi theo, anh đi theo cái con nhỏ đó. Còn bây giờ anh để tôi tự do đúng không? Anh để tôi tự do, bây giờ tôi ở cái tuổi này rồi, bây giờ tôi cũng đã lo gia đình 17 năm trời, tôi hy sinh bản thân quá nhiều. Bây giờ tôi cũng cần có cái sự tự do và tôi cũng phải cần yêu thương bản thân của mình. Đó, thì chị mới nói với ảnh như vậy xong thì chị mới cầm hết tất cả sổ tiết kiệm đi. Thì thưa quý vị, tưởng rằng là chị này là chị nói với chồng vậy xong rồi chị bỏ là chị đi đúng không? Không. Chị nói với ảnh là bây giờ chị nói là như vậy nhưng mà chị âm thầm chị đi qua bên nhà của cái con nhỏ mà bồ nhí ổng, con nhỏ sugar baby, con nhỏ sinh viên du học sinh á. Chị qua bên đó chị gặp con nhỏ đó và chị nói với con nhỏ đó là bây giờ chị giao cho em cái nhà của chị giao chồng của chị và chị giao hai đứa con của chị cho em. Đó, giống như là bả dằn mặt cái con nhỏ bồ nhí á, bả dằn mặt á quý vị, mà bả dằn mặt kiểu đó đó. Đó thì bả mới nói con nhỏ đó bây giờ chị giao hết tất cả những cái gì của chị giao hết cho em. Với cái điều kiện là phải làm đám cưới gấp và phải công khai với hai bên gia đình. Tức là kêu cái con nhỏ bồ nhí đó phải công khai mối quan hệ cho gia đình nội ngoại của cái thằng này biết. Đó. Thì lúc đó đó quý vị, cái con nhỏ sugar baby đó nó nghe cái chị vợ này bình tĩnh mà lại còn nói như vậy á, nó sợ quý vị, sợ xanh tái mặt mày luôn. Nó tưởng nó là làm sugar baby là ngon lắm, ngon vô cùng, ai ngờ đâu làm nó gặp phải cái chị này là cao thủ võ lâm rồi. Thì khi mà chị này chỉ ly dị chồng như vậy đó, quyết tâm ra đi như vậy á, thì bắt đầu á, hai đứa con của chị á mới xây qua nó chất vấn cha nó. Tại hai đứa con, chỉ giao hai đứa con lại cho chồng luôn mà. Hai đứa con mới xây qua chất vấn cha nó nói cha nó làm cái gì á, mẹ nó mới bỏ đi như vậy, chứ không phải khơi khơi mẹ nó bỏ đi. Tại vì mẹ nó hồi xưa tới giờ mẹ nó chăm sóc tụi nó rất là kỹ, thương tụi nó lắm, cho nên không phải nó bỏ đi là bỏ đi như vậy. Đó, bắt đầu hai đứa nhỏ xây qua nó chì chiết cha nó quý vị. Thì khi mà quý vị, em nói quý vị nghe, nó khổ lắm. Đó, đàn ông á, với phụ nữ khổ lắm, vợ chồng khổ lắm. Nhiều khi vợ nói chồng không nghe mà con nói chồng nghe. Đó, cho nên hai đứa con nó nói vô nó ra hoài, nó khó chịu với cha nó rồi này kia vậy hoài á. Thì bắt đầu cha nó bị giống như là cha nó bị nhột á, cha nó cảm thấy giống như có lỗi với hai đứa con mình. Nó quý vị không biết mở miệng nói sao, không lẽ nói với con mình là tại cha lăng nhăng cho nên mẹ con bỏ cha, nên không biết nói làm sao, không biết đối diện với hai đứa nhỏ làm sao, cảm thấy giống như là ngại quý vị. Lúc đó đó thì rồi cái lúc đó đó hai đứa nhỏ đó nó cảm thấy nó bất mãn với cha nó quý vị. Tại vì á, cha nó kiểu dạng như không cho nó một cái lời giải thích để rõ ràng là tại sao mẹ nó bỏ đi á. Thì á, hai đứa nhỏ nó cảm thấy chán nản với cha nó, cái hai đứa nó cũng hạn chế tiếp xúc với ba nó luôn. Thì sống trong một cái nhà mà bây giờ chỉ còn có ba cha con ở với nhau thôi, mà hai đứa nhỏ bây giờ đi ra đi vô nó không nói chuyện với ổng.
mà giống như là ổng hỏi cái gì thì nó trả lời cái đó, mà nó trả lời cục ngẳng cục ngủng mà nó không muốn nói chuyện nhiều với ba nó. Thì dĩ nhiên á, là ba nó bắt đầu là sinh ra là lo lắng cho con mình, lo lắng là sợ không biết là con mình với mình dần dần có khoảng cách xa cách, rồi lúc đó cha con không có tình cảm, rồi sợ con mình không biết nó có bị vấn đề về tâm lý không, tại vì nó đang ở cái độ tuổi phát triển đó. Cái bắt đầu ổng xoay qua ổng lo cho hai đứa nhỏ, ổng lo cho hai đứa nhỏ cái bắt đầu ổng không có tâm trí ổng nghĩ tới cái con nhỏ mà du học sinh sugar baby nữa, ổng không có để tâm tới nhỏ đó nữa quý vị, ổng lo cho con ổng không à. Thì vô tình cái ngày hôm đó quý vị, bởi vậy vô tình cái ngày hôm đó ổng mới bắt đầu ổng quan sát con, hai đứa con của ổng. Thì ổng vô tình ổng thấy con nhỏ, con gái lớn của ổng năm nay là con nhỏ nó là 17 tuổi á, ổng thấy nó đang nhắn tin với một cái người đàn ông, mà người đàn ông nó già, mà theo như cái cách nói chuyện nhắn tin, cái cú pháp nhắn tin qua lại giữa con gái ổng với cái người đàn ông đó, thì ổng là thân phận ổng là đàn ông, ổng đã từng trải qua, ổng hiểu, ổng biết được là cái người đàn ông đó là sugar daddy và con gái của ổng là đang trong vai trò là sugar baby quý vị. Bởi vì là trong cái đoạn tin nhắn có một cái câu mà cái ông đó nhắn tin cho con gái của ảnh, nói là bây giờ anh hứa là chu cấp cho em tiền, em muốn bao nhiêu em nói, một tuần em cho anh gặp anh hai lần, mỗi lần anh cho em bao nhiêu tiền vậy đó. Hai bên đang thương lượng thỏa hiệp về giá cả quý vị. Thì lúc đó đó ông này nè, anh này nè ảnh thấy con gái của mình á, ảnh lén coi cái điện thoại của nó, ảnh thấy nó nhắn tin với lại cái người đàn ông già đó đó, và với vai trò là con gái mình là sugar baby, còn cái thằng đó là sugar daddy á, và hai bên đang xa cạ về giá cả đó. Lúc đó là coi như là ảnh giống như là ảnh xính dính luôn, ảnh lảo đảo khi mà ảnh phát hiện ra con gái của mình nó đang nhắn tin và nó nói dối với cái người đàn ông đó là năm nay nó đã đủ 18 tuổi, trong khi thật ra nó mới có 17 tuổi quý vị, còn thiếu một năm nữa mới 18 tuổi. Mà nó để mà giống như là để nó có thể là nó làm sugar baby á, thì nó phải đủ tuổi. Tại không đủ tuổi là bị sai, bị phà, bị bắt tù á, cho nên phải đủ tuổi. Vì vậy á, mà nó công khai nó nói với người ta là nó 18 tuổi, nhưng thật ra là nó mới 17 thôi. Và bắt đầu và ông bố mới kiểm tra trong cái điện thoại di động của con gái thì mới thấy là con gái mình, thứ nhất là nó nói dối cái độ tuổi của nó, cái thứ hai là nó qua lại với cái sugar daddy này và nó đang xa cả giá cả, và cái thứ ba là nó gửi cho cái ông đó xem những cái clip không lành mạnh của nó nha, để cho ông đó coi hàng, khoe hàng cho ông đó coi để mà ngã giá quý vị. Thì cái ông bố bắt đầu là thấy cái đoạn tin nhắn của con gái mình này kia vậy, mà không phải là con gái mình nhắn tin với một cái người đàn ông đó không, mà nó nhắn tin với nhiều sugar daddy khác nữa, để mà nó tìm ra một người daddy đúng nghĩa có thể chu cấp cho nó được và có thể lo cho nó được. Đó thì ông bố bắt đầu xính dính luôn là con gái mình bây giờ hết chuyện, nó lại đi tham gia vào cái nhóm sugar baby, và nó đang là một trong số những cái thành viên sugar baby đó. Đó, thấy ghê chưa quý vị? Bởi vậy cho nên cái này á, con gái là nhờ đức cha quý vị, mà bây giờ cái ông cha đó ngày xưa á, làm sugar daddy lừa con nhỏ, không phải là lừa nữa mà là cặp bồ cặp bịch với con nhỏ sugar baby du học sinh, bây giờ tới con gái của ổng giống như là bị trả báo vậy đó quý vị. Con gái của ổng bây giờ nó lại đi làm sugar baby cho người ta đó, thì á ổng đau lòng, lúc này ổng mới đau lòng, ổng suy sụp. Ổng mới suy nghĩ trong đầu là cái câu mà ông bà người ta có câu nói là sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Đó, ổng nhớ cái câu đó. Thì bắt đầu ổng mới thấy được là cái lỗi lầm của mình ngày trước, và ổng biết được, ổng tin vào nhân quả báo ứng. Ổng biết được rằng là con gái nhờ đức cha mà ngày xưa mình sống, mình quên cái ơn, cái nghĩa của vợ mình. Mình quên đi cái ơn cái nghĩa của vợ mình, sống với vợ mình 17 năm trời mà mình lại đành tâm mình làm những cái chuyện đó với vợ mình và mình phụ rẫy nó, cho nên ngày hôm nay mình phải nhận về cái sự đau xót vậy. Lúc đó đó quý vị, ổng mới cảm thấy ổng quá là có lỗi với cái người vợ, ổng mới nhắn tin, ổng bắt đầu ổng tìm vội vã, ổng đi tìm cái người vợ của ổng để mà ổng xin lỗi, ổng tìm chỉ để mà xin lỗi quý vị, tìm lại chỉ á. Ổng muốn xin lỗi và ổng muốn nhận sai với chị nó, và ổng muốn là chị cho ổng một cơ hội để sửa sai đó. Bởi vì là ổng nói với chị là bởi vì bây giờ sau khi mà anh mất em rồi, anh mới thấy là mọi thứ xung quanh của anh nó đều phù phiếm,
Mọi thứ nó chỉ, cuộc đời của anh nó chỉ là đi vào cái con đường tăm tối thôi. Kể từ khi mà em kéo vali em đi là cuộc đời anh trở nên tăm tối. Có nghĩa là ổng muốn, ổng bây giờ ổng ân hận vô cùng và ổng muốn vợ quay trở lại để mà vợ ổng có thể giúp cho gia đình quay trở lại trạng thái cũ. Có nghĩa là con cái ăn học đàng hoàng tử tế, con cái chỉnh chu nè, rồi mẹ thì lo cha thương cha, một cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc, rất là dung tròn. Ổng mong muốn là quay trở lại cái thời điểm đó. Đó, nhưng mà bây giờ làm sao được nữa quý vị, muộn màng rồi. Thì ảnh mới nhớ là khi mà chị này chỉ kéo vali, khi mà vợ ảnh cái ngày mà vợ ảnh kéo vali, vợ ảnh đi, vợ ảnh có nhắn nhủ một cái câu á: 17 năm chung sống vì anh á mà chúng ta có cái ngày hôm nay, em giao con, em giao luôn căn nhà cho anh, vì á bởi vì là con đó cũng là con của anh. Em thấy là bản thân mình cần được phải nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi rồi. 17 năm em cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ em cảm thấy em cần phải yêu thương bản thân em hơn. Thì cái lúc này ổng mới nhớ lại cái lời, cái câu nhắn gửi cuối cùng mà vợ ổng khi mà kéo vali đi nói với ổng như vậy. Và ổng cảm thấy là ổng quá ân hận khi mà 17 năm chung sống mà cuối cùng mình làm cho cái người vợ đầu ấp tay gối đó, một cái người vợ đàng hoàng như vậy mà cuối cùng người ta phải kéo vali ra mà người ta đi trong cái sự mà gọi là uất ức như vậy. Đó. Thì bây giờ ổng mới thấy được một cái điều, là ảnh mới phát hiện ra rằng là ảnh sống đến đầu hai thứ tóc rồi, tức là đầu bạc rồi, mà ảnh vẫn còn mê muội và còn tham lam dại dột vô cùng. Cuối cùng ảnh mới hiểu được những cái lời mà của vợ ảnh ngày xưa nói với ảnh, bây giờ ảnh mới thấm quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện có thật nha quý vị. Nhiều khi á, khi mà họ có trong tay á, họ không biết trân trọng. Tới khi á, mà cái người đó đi rồi á, qua thời gian á, nhiều khi mới đi mới, cái người phụ nữ đó mà đi rồi á, họ cũng chưa cảm thấy họ sai nữa. Phải là năm dài tháng rộng, vài tháng sau hay là vài năm sau bắt đầu họ chiêm nghiệm lại, họ mới thấy là họ mới gặm nhấm nỗi đau. Mà đàn ông ngộ lắm, cái việc đàn ông á, họ sẽ không đau khổ liền mà họ sẽ đau khổ từ từ. À, mà họ sẽ bị dây dứt hoài đó. Còn phụ nữ mình á, một khi á, cái khi mà muốn chia tay phụ nữ mình đau khổ lắm, nhưng mà tới cái chừng mà chị phụ nữ mình chịu buông tay rồi, chịu chấp nhận buông tua xuôi rồi đó, là coi như là phụ nữ mình rất là lạnh lùng quý vị. Còn đàn ông thì khác, đàn ông thì mới chia tay nó lạnh lùng lắm, nhưng mà chia tay lâu bắt đầu cái nó hết lạnh lùng mà nó chuyển qua là nhớ nhung da diết, rồi cảm thấy có lỗi rồi này kia, như muộn màng rồi quý vị. Lúc đó là người phụ nữ mình lạnh lòng rồi, bây giờ có gian xin có nói gì đi nữa cũng đâu quay lại được nữa. Thì đây là một câu chuyện có thật nha quý vị, về Sugar Baby và Sugar Daddy. Con gái là Sugar Baby cho người ta, còn người cha thì làm Sugar Daddy đi nuôi người ta. Đây là một câu chuyện có thật và rất mong quý vị cô chú anh chị mình có thể là biết được thêm về cuộc sống. Có những cái chuyện nó rất là, mình nghĩ rằng chỉ có trong phim nó mới có thôi, nhưng thật ra cuộc sống này là nó giống như là một bộ phim vậy đó quý vị. Và nó có rất nhiều những cái viễn cảnh mà chẳng qua là ở cái mắt nhìn của mình nó hạn hẹp, mình chỉ có thể biết bao nhiêu đó thôi. Vì vậy mà kênh Niu Mùi TV mình nó góp nhặt qua nhiều những cái trải nghiệm sống, những cái mảnh đời, những cái cuộc đời của nhiều người mình kể lên đây để cho quý vị cô chú anh chị mình có thể là biết được thêm. Đến đây thì video cũng xin phép được khép lại và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cô chú anh chị thấy video hay thì có thể là nhấn like hoặc subscribe đăng ký kênh. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị ở một video kế tiếp.